anh như thế, tao bắt làm sao được? Kệ anh chứ, nhiệm vụ của anh là phải đánh được bóng. À, thích thế à? Đám chuyện xéo em. Chớp mày, tao bóng đây. Em phải quyết tâm câu được cá. Ồ, nhìn đấy. Kia phải trúng chuối với cả hạt tiêu không nhỉ? Ờ, đúng rồi. Ê, Trung ơi. Vào xem, vào xem. Ờ, trúng chuối hạt tiêu thật này. Bọn anh đi đâu đấy? Ta đi câu cá, đi không? Ừ, đi. Chơi bóng hạt tiêu, nó chơi bóng, ngu lắm. Đi. Chúng ta phải chơi với em nữa nha. Ừ, đừng cái nhau ấy. Đi. Ừ. Tôi có chỗ. Đi. Ô, bưởi đây này. Ủi, nó xanh lắm, ra đằng đâu. Đi đi. Đi. Ôi, anh Trung ơi, cái ổi kia. Ổi. Ôi, 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 ôi. Chú ơi, chú nhà chú đây à? Ừ, chú rồi, sao nhà các cháu? Chú ơi, chú cho bọn cháu xin mỗi người một quả ổi ăn được không ạ? Ừ được, các cháu thích ăn quả nào cứ hái đi, vừa là chú nhiều, ăn cũng không hết đâu. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Anh ơi, đây hái đi. Các cháu cứ nhìn những quả nào chín thì bẻ nhá. Dạ, bọn cháu biết rồi ạ. Thôi, đâu? Ui, quả này đâu? Lấy cho anh quả kia. Đâu? Lấy quả to đây. Quả này ạ? Ừ. Rồi, mình xin. Để đây cho anh. Các cháu mà cứ xin chú đàng hoàng thế này, chú không tiếc gì đâu. Nhưng các cháu mà ăn trộm, chú bắt được là chú phạt đấy nhá. Dạ, vâng ạ. Vâng ạ. Anh ơi, đi câu cá nhanh không muộn. Em đây rồi đây này. Ờ, đi 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 đi. Đi, 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 gần gần bâu. Dạ, có chào chú ạ. Con chú có đi đấy ạ. Chào chú ạ. Con đi ạ. Ờ, các cháu đi nhá. Dạ vâng ạ. Chú có đi voi. Câu luôn. Đi. Được chưa ạ? Thôi, một chú xem. Mình cũng có ổn này. Ê, em để dành cho cậu ổn. Ừ. Ôi giời ơi. Này, sao quả anh không thể cắn nhờ? Ờ nhờ, chắc nó kỳ thị anh đấy. Sao chúng mày bỏ nhiều cá lắm? Tao đã hết nửa quả rồi, mà chưa thấy con nào cắn. Ê, quay cắn đi hả? Kéo, cá. Tưởng gì, nó là lạc cái lá. Cứ bình tĩnh, đừng khắc có cá. Ôi, cá. Ôi, ghê quá, thả đi. Tụi rắn to này sao mà giả. Ghê lắm, thả đi. Ý, kiếm răng. Con răng biết tí, con răng. Nó cắn lại đấy. Rồi, cắn cái. Anh ơi, sao mãi chả thấy cá ấy. Con ngồi đánh cá lắm, anh em bắt chuẩn chuẩn này. Tử á? Đủ thêm chuối đó. Chắc câu cá hay chuyện tử. Đi luôn. Châu, điện tử không? Tao luôn làm chả sẵn sàng.
chấp hai thằng mày. Ờ, nhưng còn có hạt tiêu. Nó lớn như kia rồi, nó không biết đường về. Đi, đúng rồi, đi. Em to như thế này, em về suốt, sao được rồi. Đi bảo vệ. Quấn cần vào, đi. Đá câu được con nào, nào còn tắm đi. Về anh ơi. Nhạt như cậy. Đi, đi. Ôi, nhìn chú chuồn con. Ôi, chú chuồn ơi. Bay nhanh quá chẳng bắt được con nào. Thôi, tại sao qua anh câu được nhiều cá chưa? Sao tối rồi, cháu còn ngồi đây một mình? Cháu ngồi đợi anh cháu ạ. Thế, các anh các bạn cháu đi đâu rồi? Dạ cháu không biết, mà cháu ngồi câu cá ở kia. Sao cháu đi bắt chân chuồn, không giờ không thấy các anh cháu đâu nữa. Thế, cháu còn nhớ đường về nhà không? Cháu không ạ. Thế, cháu con cái nhà ai, để chú đưa cháu về. Chứ muộn rồi, cháu ngồi đây nguy hiểm lắm. Dạ, cháu con nhà mẹ Hồng ạ. À, có phải cháu con mẹ Hồng bố Hào không? Dạ vâng ạ. À, vậy để chú biết rồi. Vâng, mà chú biết bố mẹ cháu ạ? Ừ, chú biết mà. Mà thôi, cháu đứng dậy đi để chú đưa cháu về. Vâng ạ. Đi ngay cháu. Vâng ạ. Đến nhà cháu rồi này. Cháu về nhà rồi, tôi cảm ơn chú ạ. Đi vào thôi. Ơ, Hà Tiêu, con đi với ai đấy? Ơ, mẹ. Mẹ. Sao con lại đi cùng chú ấy? Con không nhớ được về nhà, may mà có chú ấy đưa con về ạ. Đúng rồi đấy, con bé nó bị lạc ngoài đồng nên tôi đưa nó về. Thế anh Trung đâu rồi? Con không biết, anh Trung đi chơi với cả anh Thành, với Đen Vô rồi ạ. Lúc trưa tôi vẫn thấy bốn đứa đi chơi với nhau, thế mà chiều về lại thấy con bé đang khóc ngoài đồng. Thế anh đi đâu không nói với con ạ? Không ạ. Thôi được rồi, con đi vào nhà đi. Tôi cảm ơn bác ạ, cháu cảm ơn chú ạ. Thôi, không có gì đâu, cháu lần sau đi chơi nhớ cẩn thận nhá. Biết rồi ạ. Thôi, tôi xin phép về trước đây. Chú về đây. Thôi, đi vào nhà đi. Lát mẹ ra hỏi tội anh con. Vâng ạ. Ôi mẹ. Hà Tiêu đâu rồi mẹ? Con dẫn em đi chơi mà bây giờ con còn hỏi mẹ à? Chết rồi. Nó vẫn chưa về hả mẹ? Sao con lại hỏi như thế? Bữa nay nó đã bắt chuồn chuồn. Con đi chơi con quên không gọi nó về à? Con trông em cái kiểu gì đấy? Thôi thôi, để rồi con đi tìm nó ạ. Không phải đi nữa. Tại sao mẹ? Nói đi, chiều nay con đi đâu mà không để ý đến em? Con đi chơi game mẹ. Con giỏi thật đấy. Mẹ đã dặn con như nào, đi đâu phải để ý đến em. Thế mà hôm nay con đi chơi điện tử lại bỏ em ở ngoài đồng thế à? May mà có chú ý tốt bụng đưa em con về, nếu không em con bị bắt cóc thì làm sao? Con làm anh như thế à? Con Hà Tiêu. Anh đi đâu mà anh để em một mình như thế? Hà Tiêu, anh xin lỗi. Em sao không? Em không sao, nhưng mà em sợ lắm. Lần sau anh đừng để em một mình như thế nữa nhá. Không sao là tốt rồi. Anh hứa lần sau anh không thế nữa. Con nhớ chưa? Nhà có mỗi hai anh em, đi đâu thì để em vào. Em còn bé, đừng để em một mình như thế. Nếu con có lần sau, con đừng trách mẹ. Vâng, con nhớ rồi mẹ. Thôi được rồi, lên tắm rửa rồi ăn cơm. Vâng ạ.
Con xin phép mẹ ạ. Bao nhiêu việc của công ty, không có thời gian quan tâm chăm sóc con gái. Cô chỉ có việc nuôi dạy các con thôi mà cô cũng không làm được. Thế bây giờ cô muốn như thế nào? Anh ơi, hình như bố mẹ cãi nhau về vấn đề hai anh em mình ấy. Đấy cũng là do lỗi của em. Em cũng đã dạy dỗ các con đàng hoàng rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Cô đừng tưởng là tôi không biết nhá. Cô chỉ biết quan tâm sắc đẹp của cô thôi. Ngày nào cũng đi spa, hết làm mặt rồi lại làm tóc. Thời gian đâu mà cô bảo là cô quan tâm các con. Anh nói như thế là hơi quá rồi đấy. Anh không ở nhà, làm sao anh biết được như thế nào? Em vẫn chăm sóc con, nhưng thi thoảng em mới đi làm đẹp, chứ không phải lúc nào em cũng đi như anh nói. Anh không thể hiểu được công việc ở nhà như thế nào đâu. Em vừa chăm sóc con, vừa làm việc nhà, anh biết nó áp lực như thế nào không? Thôi cô đừng có lý do đi. Cái việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước cho các con ấy, thì nó là việc của cô làm rồi. Nhưng vấn đề ấy, là tôi cần cô phải quan tâm đến việc học hành của các con kia. Anh xem lại bản thân của mình đi. Đã bao giờ anh quan tâm đến việc học của con chưa? Đã bao giờ anh hỏi con là con đi học có mệt không? Hôm nay con đi học như thế nào? Bạn bè đối xử với con trong lớp như thế nào? Anh chưa bao giờ quan tâm đến con cả. Lúc nào anh cũng chỉ quan tâm đến kết quả, thành tích của con ở trường thôi. Chưa bao giờ anh cảm nhận đến cảm xúc của con. Anh không thể hiểu được không? Chắc là lúc sáng cô giáo gọi điện về báo kết quả học tập của anh. Tôi nói từ nãy đến giờ cô vẫn không hiểu à? Ngày nào tôi cô ở công ty từ sáng đến tối mới về, thời gian đâu mà quan tâm chăm sóc các con? Còn cô chỉ có mỗi việc như vậy mà cũng không làm được. Được, có giỏi thì anh ở nhà chăm sóc các con đi, để tôi đi ra ngoài kiếm tiền. Anh đừng tưởng anh đem mấy đồng bạc về đây mà anh đòi lên mặt dạy đời tôi. Cô thì làm được cái gì? Cô có tưởng kiếm được đồng tiền ngoài xã hội mà dễ lắm à? Thứ mẹ con tôi cần không phải là tiền, mà là sự quan tâm của anh, như một người bố, một người chồng. Tôi đi làm lương thấp cũng được, nhưng tôi còn có thời gian để chăm sóc con. Không như anh, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, rồi về nhà chỉ biết la mắng vợ con. Anh ơi, được rồi, tình hình đang căng lắm, hay là mình vào ra ngoài đi. Mày điên à? Tao mà vào, bây giờ mẹ càng tức lên đi. Thôi, lên nhà đi. Thôi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô muốn làm gì cô làm. Tao đang chán đây. Thế làm sao mà chán? Này, thế có chuyện gì đây? Cái chuyện học hành của tao. Bố mẹ tao đang cãi nhau ở nhà. Khổ lắm. Ui, công về à? Thế mày ra đây làm gì đây? Tao mà không đi, ở nhà mày nghe chửi à? Tao như mày thôi. Học cũng cuối cấp rồi. Nếu mà không học, chỉ có đường đi bốc vác thôi. Các anh ngồi trên đấy làm gì ấy? Không sợ ngã à? Tao đang chán đây. Chán á? À? Chán thì lại đi chơi game với anh. Trời ơi, đơn giản. Không được, đang nước sôi nửa bỏng thế này. Tao mà đi chơi game, mẹ tao bắt được á, không được ra khỏi nhà. Sao lại thế? Hay học dốt, bị cô giáo gọi điện về nhà. Thôi mày đi đi, tao không có tâm trạng rồi. Tao cũng thế. Thì tôi hai anh của đây nhá, em đi đây. Con đi học về rồi đấy à? Vâng ạ, bọn con đi học về lâu rồi. Nhưng mà thấy bố mẹ cãi nhau nên bọn con không dám vào. Mà mẹ ơi, bố mẹ có chuyện gì về ạ? À? Không có gì đâu con ạ. Thật không hả mẹ? Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cũng đừng giận nhau nhá. Ừ, không có chuyện gì đâu con à. Mà anh Trung đâu rồi? Dạ, anh Trung vừa mới đi ra ngoài mẹ ạ. Vậy thì con ở nhà đi, để mẹ đi chợ mua ít thức ăn nhá. Vâng ạ.
có về đi không? Bố đang gọi kìa. Mẹ đến cho tao rồi. Về luôn à? Ừ, tao về đây, không bố đánh tao chết. Thôi tao về đây, bảo trọng nha, tao về đây. Về đi. Ừ, bye bye. Anh Trung ơi, hai anh em mình về đây. Thôi tao về đây, bye bye. Thì ra hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của bố mẹ. Anh Trung, làm gì mà mày cứ tỏ ra thần bí vậy? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của bố mẹ đấy. Ừ, nhưng sao mày biết? Thì lúc nãy em chẳng may đọc được nhật ký của mẹ. À, nhưng cơ hội này bọn mình làm hòa cho bố mẹ đi. Chứ có tình hình như thế này nhá, em sợ bố mẹ chẳng nói chuyện với nhau đâu. Ờ, được đấy, chứ không tao không dám nhìn mặt bố mẹ đâu. Được, nhất trí như thế nhá. Bây giờ anh em mình vào phòng làm bánh cho bố mẹ. Đi. Alo ạ. À? Alo, em chào anh, có phải anh vừa đặt bánh sinh nhật không ạ? À? Dạ vâng ạ. Thế anh đợi em thêm một lát nhé, lát em sẽ cho người mang đến ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Này, anh ơi, mong là bánh sẽ đến trước khi bố mẹ về. Em muốn tặng bất ngờ cho bố mẹ. Ừ, nhưng hơi số tiền của tao một tí. Hy vọng đầu tư có lãi. Anh yên tâm, anh em mình tạo bất ngờ như thế này á, thì bố mẹ chắc chắn sẽ làm lành với nhau. Ừ, tao cũng hy vọng vậy. Thôi, được. Anh ơi, có bánh ship không anh? Không, cửa hàng mình free ship em. Vâng, em cảm ơn ạ. Em chào anh ạ. Chào anh. Mình đi vào thôi. Ngồi đây. Này, anh để ý cho mẹ về chưa? Ồ. Mẹ chưa về đâu, nhưng không biết bố đi đâu ấy. À, thì tao để cho bố. Không được, anh mà gọi bố mẹ không về đâu. Để em gọi cho. Alo, mẹ à, mẹ đang ở đâu đấy?
con bị đau bụng quá, mẹ về với con đi. Vâng ạ. Gọi điện cho bố đi. Thành cầm gọi cho bố nhá. Alo, bố à, bố ơi, con bị đau bụng quá, bố về với con đi. Vâng ạ. Thế nào, bố về không? Tất nhiên là bố phải về rồi. Thành công rồi. Yeah. Ngồi đợi thôi. Hà Tiêu. Hà Tiêu, con có sao không? Lên lên, mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Ơ, thế này là thế nào? Bố mẹ không nhớ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ à? Ơ kìa, bố mẹ vẫn còn giận nhau à? Bố mẹ ngồi xuống đây đi. Bố mẹ ơi, con biết vì con nên bố mẹ cãi nhau. Bố mẹ cho con xin lỗi nhé. Tôi không có gì đâu con ạ. Thời gian qua bố mải mê công việc, không dành nhiều thời gian cho gia đình. Ngay cả một ngày đặc biệt như thế này mà bố cũng quên mất. Bố xin lỗi hai con, anh xin lỗi em. Vâng, một phần cũng là do lỗi của em. Em đã không sát sao đến việc học tập của các con, để bây giờ thành ra kết quả như vậy. Em xin lỗi anh. Thôi được rồi, không có gì nữa đâu. Kể từ bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, vợ chồng mình cùng nhau chia sẻ để không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay nữa nhá. Con chỉ muốn lúc nào gia đình mình cũng vui vẻ. Con không muốn nhìn thấy bố mẹ cãi nhau như hôm nay đâu. Ừ, bố mẹ xin lỗi hai con. Ba là cây lên vàng, mẹ là cây lên xanh, con là cây lên hồng, bao ngọn nến lung linh. Ha ha ha, thắp sáng một gia đình, lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Cả nhà mình cứ đánh thôi. Con gái này. Con xin bố. Chị em. Ê, của em. Em xin ạ. Mẹ ăn đi. Cảm ơn. Đây là của bố. Dạ. Bố này. Cả nhà mình cùng ăn nào. Cả nhà mình cùng ăn nha.